Dọn đi Bill. Cái cây đọc kia là
tiết kiệm á. Ừ, này mũ tiết kiệm. Mũ tiết kiệm bên miếng hả? Rồi em đi mũ tiết kiệm lòng nào tiền nào chưa? Còn cái này là sao đây? Dục thùng rác nè, cái này là... Cái này là BB sao rác phải không? Mẹ nhìn nè. Thôi em lộ. Em biết là lộ sổ quá đi, không lẽ mới lộ sổ. Ôi! Ôi trời ơi, ở đây anh, đừng bắn em nha. Đây nha nha nha. Thank you.
đó. Đâu ra nhiều hơn quá chị ơi. Cô nhốt hết hả nhưng mà. À đúng rồi. Ừ. Đúng rồi, mình đặt xuống và bắn được chết. Ê, mày mất con. Con con. Bill. Đây là xe tăng hút giá. Xin chào các bạn.